Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 7 tháng 4 năm 2022, và là ngày thứ 37 trong 40 ngày hành trình vào sa mạc. Tinh tâm mùa chay với chủ đề bước đi trong thương xót. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên trên, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 7 tháng 4 năm 2022, và là ngày thứ 37 trong 40 ngày hành trình vào sa mạc. Tinh tâm mùa chay với chủ đề bước đi trong thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm, đặc biệt là ngày thứ năm đầu tháng, chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, cầu nguyện cho các cha được đầy tràn thánh thần trong những ngày giảng tinh tâm cho giáo dân mùa chay này, và cho các cha ngồi tòa giải tội được trở thành những sứ giả của lòng Chúa thương xót. Giờ đây mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Sáng Thế. Bài trích sách Sáng Thế chương 17 câu 3 đến câu 9. Bài trích sách Sáng Thế: khi ấy ông Abraham cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi. Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa, nhưng là Abraham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham: phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thanh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định người phán ra. Hỡi anh em, dòng dõi Abraham, tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được người tuyên chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.
giao ước lập ra, muôn đời người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thể cùng Isaac. Tung hô tin mừng. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 8 câu 51 đến câu 59. Gioan 8 51 đến 59. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã bước sang ngày thứ 37 trong hành trình vào sa mạc tĩnh tâm 40 ngày với chủ đề bước đi trong thương xót. Chỉ còn ngày thứ 6, thứ 7 và ngày Chủ nhật lễ lá là ngày mùng 10 tháng 4, ngày thứ 40 là kết thúc. Vậy thì trong 4 ngày còn lại, anh chị em còn những ai chưa vào trong những ngày tĩnh tâm thì chúng ta còn lại được 3 ngày tĩnh tâm nữa, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật là ngày 38, 39, 40 để bước đi trong thương xót cùng với Đức Giêsu. Anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho những người chưa bước đi trong thương xót, chưa vào trong sa mạc để cùng tĩnh tâm với chúng ta, và hãy mời gọi những người khác đi, mời gọi những người trong gia đình của mình, bạn bè thân hữu của mình, những người mình quen biết nào, hãy mau mau cùng với chúng tôi bước đi trong thương xót. Có lẽ một đề tài mà anh chị em thấy nó cũng hơi lạ và mới. Thường thì những mùa chay ta vẫn nói đề tài sám hối, rồi trở về, rồi ăn năn, rồi cầu nguyện, rồi hy sinh hãm mình. Còn đây đề tài rất năng động, tĩnh mà lại động, động mà lại rất tĩnh. Bước thì phải động, nhưng mà bước trong thương xót thì là tĩnh. Bước trong thương xót thì lại là tĩnh. Người ta ngày hôm nay người ta khoái năng động, phải động đậy. Mà có khi người ta động quá rồi cái tâm người ta cũng bị động theo. Bị thế giới nó náo động mà. Thế giới đang náo động bởi những cuộc chiến tranh. Chiến tranh không khoan nhượng. Chiến tranh giữa những người anh em ngày xưa là cùng một nước với nhau, bây giờ trở thành huynh đệ tương tàn. Nếu mà tâm tĩnh thì chắc chắn không động thủ. Mà động thủ thì tâm không còn tĩnh nữa. Nếu mà tâm tĩnh
chắc chắn là không có bóp cò súng hay là nhấn nút vũ khí hạt nhân. Vì người ta sợ nhất là một lúc nào đó cái tâm nó không tĩnh, nổi điên lên, và người có quyền lực trên thế giới ấn một nút thôi, mọi cái đều tan biến thành tro bụi. Khủng khiếp lắm. Cho nên chị em thấy không, chỉ một giây sơ sót, sơ hở là tâm động thôi thì có thể phá hủy cả cái thế giới này, tiêu hủy hàng triệu 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 con người. Cách đây mấy chục năm, chỉ có hai trái vũ khí nguyên tử mà nó đã tàn phá khủng khiếp như vậy. Bây giờ cái sức công phá nó còn gấp cả trăm cả ngàn lần. Mà chỉ nhấn một nút thôi, một lúc mà tâm nó không động thôi. Thưa anh chị em, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, cũng một con người. Mà nếu người ấy như tôi, như anh chị em, dân nghèo, dân bần hàn, dân khổ rách áo ôm, thấp cổ bé miệng thì chả ăn thua gì. Nhưng mà nếu người ấy có quyền lực, nếu người ấy có chức vụ, nếu người ấy có danh vọng, quyền lực, sức mạnh trên tay, thì một cái suy nghĩ, một cái hành động của người ấy ảnh hưởng đến bao nhiêu triệu con người. Bao nhiêu người thanh niên đang sống hòa bình, gia đình đang êm ấm, bỗng chốc trở thành những cô nhi quả phụ vì tổng động viên rồi, có lệnh tổng động viên rồi, thế là phải đi thôi. Mà bài hát gì đó, mấy người đi trở lại đó, nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, có em chưa biết nói gì đó. Rồi mấy người đi trở lại, mà lỡ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chủ quê. Biết bao nhiêu cảnh đó đang xảy ra. Nhà tan, cửa nát, xây dựng cả một đời, bây giờ chỉ phút chốc trở thành tro bụi hết. Cả những người Việt Nam nữa, đi lập nghiệp nước ngoài, biệt trở về quê hương của mình, tay trắng. Bao nhiêu năm trời, thưa anh chị em, chỉ vì một lần tâm không động, một quyết định tấn công hoặc là một quyết định ngừng bắn, hai cái nó khác nhau rất xa. Vì tâm mình không động, có khi mình bị tự ái. Tâm mình không động có khi là vì mình bị tội kiêu ngạo. Tâm mình không động vì là mình muốn bá chủ thế giới, muốn bành trướng cái quyền lực của mình, muốn kiểm soát thế giới này. Mọi cái nó phải nằm trong tầm kiểm soát của mình, mọi cái nó phải lệ thuộc vào mình, mọi cái phải quy phục mình. Nếu mình tâm mình tĩnh, những cái đó nó có cuốn hút mình được không? Nếu tâm anh tĩnh, tôi có chọc anh có mấy, anh có tức không? Không. Cho nên mới nói rằng là tâm bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tâm bất biến, dòng đời nó vạn biến, nó muốn biến hóa gì muốn. Nó... Cho nên có người bảo, hình như là cha bị hậu Covid mà tôi không có bị Covid. Tôi chưa bị Covid. Nhưng mà có những người bị hậu Covid thế là nó chậm đi, hay là chi khô nó không còn lanh lợi nữa. Bảo không, không phải vậy. Nhưng mà ai nói gì nói chứ tại sao cha chẳng có động đậy như vậy. Họ cứ nói xuôi, nói ngược, nói tới, nói lui, rồi giả mạo, rồi đủ thứ tên tuổi, rồi làm đủ thứ trò khác. Mà sao cha vẫn cứ một đường cho thẳng tiến là lòng thương xót thôi. Bảo thì tôi đang bước đi trong thương xót mà. Tôi đang cần được thương xót mà. Cho nên là tôi cứ bước đi và cần được thương xót. Rồi sớm muộn gì người ta cũng xót thương. Thì đã chửi nó mãi, tội nghiệp nó. Thấy không? Có những người chửi tôi riết, thì bây giờ quay đến mà thương thương. Tạ ơn Chúa. Mình không để cho tâm mình nó động. Chúng ta đang tĩnh tâm và đang tập cái đó. Tập cái đó. Cho nên là mình cứ hoảng loạn vì những chuyện khác. Covid bây giờ nó trở thành chuyện bình thường rồi.
nên sống chung với nó rồi, như một cái cảm cúm, như một cơn đại dịch vậy thôi. Tại vì mình có hoảng loạn, mình có lo sợ, mình có nói tới nói lui thì nó vẫn là nó. Chi bằng hãy bước đi trong thương xót mà cầu nguyện, để xin Chúa cất đi cơn đại dịch này. Xin Chúa cho mọi người quay trở về với lòng thương xót để được bình an. Thì lúc đó mình xin gì cũng được. Dịch, đại dịch thì đã chưa hết, thì chiến tranh lại bùng nổ. Bộ đang đi bắn nhau mà không sợ đại dịch à? Hả? Anh nằm mưa rồi phơi sương rồi trong tuyết, anh không sợ dịch à? Mà tôi thấy, tôi ngồi tôi nghĩ, anh chị em thử suy nghĩ coi nhé. Anh này, anh nghĩ giùm tôi coi. Chúa dịu đức lắm á. Tại vì đối với Chúa can thiệp quá dễ. Mấy lính nào mà đi đánh người khác, cứ Covid đến thăm hết một lượt với nhau coi. Ngồi sốt có nào dám đi đánh nhau nữa không? Hả? Cả tiểu đoàn dính Covid hết, xung phong. Em không đi nổi nữa rồi, em không bóp cò súng được nữa rồi. Đó mà đánh với đấm. Những cái ông mà tay mà muốn bấm vào cái nút vũ khí hạt nhân này để nổ tung, ông cũng bị Covid thì tay ông cứ run run, thay vì bấm nút on thì ông bấm cái nút off là ngon rồi. Nút tắt, xong phim, khỏe re. Chú làm được không? Được. Ấy thế mà chú lại không làm. Chú để cho con người tĩnh tâm, suy nghĩ và cầu nguyện. Chứ những biến cố nó xảy ra như vậy. Những biến cố nó xảy ra như vậy. Thưa anh chị em, ai là người tĩnh hay động biết liền. Thế không ạ? Mình cứ hoảng loạn lên, mình cứ rối lên. Chơi cả nhà con Covid rồi, thế bảo chuyện bình thường thôi. Chơi cháu con nó Covid rồi thì cũng bình thường thôi. Chơi bà con Covid rồi thì cũng bình thường thôi. Cái điều quan trọng mà tôi thấy này, chơi cha cả nhà con lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi. À, cái đó lạ đó. Đó tôi thấy lạ đó. Sao vậy? Vì bị Covid cho nên là mình không biết chạy đến đâu, đến lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đó ngon ạ. Thấy chưa? Cái đó mới lạ. Chứ còn hoảng sợ rồi Covid thì nó, cả 2-3 năm nay rồi nó đi nói lại làm chi? Giờ mà còn đặt vấn đề Covid đó thì biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thấy không? Còn lòng thương xót thì không bao giờ. Cô có Covid hay là đang Covid hay là hết Covid thì lòng thương xót vẫn trải dài hết. Lòng thương xót vẫn trải dài hết. Đâu phải vì có Covid thì mới có lòng thương xót. Hay là hết Covid thì hết lòng thương xót. Không. Biến cố mà Chúa cho xảy đến là chiến tranh, là dịch dã đó, thì để cho mình quay về với lòng thương xót của Chúa. Đó là cái điều chính yếu. Cái điều chính yếu là như thế. Chiến tranh rồi, chết đến nơi rồi. Còn không mau quay về với lòng thương xót Chúa thì chờ đến bao giờ? Vẫn cứ tỉnh queo. Xung quanh nó chết hết rồi. Dính Covid là đi đời rồi. Còn ngồi đó mà ăn với nhậu, còn ngồi đó mà chơi với bời, còn ngồi đó mà tám nói hành nói xấu, rồi ngồi đó mà ganh với tị, ganh với ghét. Chết đến nơi rồi kìa. Đấy, chúng muốn nhắc mình cái điều đó đó, thưa anh chị em. Mình tĩnh tâm. Tĩnh tâm một chai để mình tỉnh cái đó đi. Tĩnh và tỉnh. Tĩnh không phải là ngủ quên. Tĩnh không phải là ngủ quên. Tĩnh là tỉnh. Mà lại là rất động. Bước đi. Chứ ngồi đó là ngủ ạ. Thấy không? Có nhiều người đi dự tĩnh tâm mà ngủ không, bảo vì thấy nó động, nó tĩnh quá nên nó ngủ. Mà thấy một em bên Mỹ bảo, con mới đi tĩnh tâm về, bảo tĩnh tâm ở đâu, bên giáo xứ mời cha đến giảng từ 8 giờ cho đến 10 giờ rưỡi đêm, tại vì họ phải đi làm. Bên nước ngoài họ cứ làm đến 6-7 giờ tối là bình thường, mà lễ 8 giờ tối cũng là bình thường. Mình thì lễ mà đến 8 giờ là than lắm rồi, như su ngáp, ai ngáp mắn rồi. Còn bên kia là 8 giờ đến 10 rưỡi. Thôi sao, trễ vậy sao, nhưng mà được, đỡ lắm cha. Nay giáo sứ mời được cha giảng ngày tâm lý lắm. Ngày lúc nào cũng cho nó động.
chúng tôi ngủ hết. Tĩnh tâm mà làm cho người ta phải động, động gì? Động não. Tĩnh tâm mà làm cho người ta ru ngủ thì là chuyên viên gây mê không hồi sức. Cha tĩnh tâm xong rồi vẫn thấy còn nó đang ngủ trong nhà thờ. Mẹ đi tìm, tưởng nó đi lạc đâu. Giê-xu vừa thấy nó ngồi trong góc nó ngủ. Ông từ nhà thờ cũng quên, không đi, chẳng nhẽ đi tìm từng góc. Thôi cứ kệ nó, tưởng ta về hết rồi đóng cửa lại. Mẹ thấy khuya lắm mà không thấy con đâu cả, đi tìm xuất bất sang bang. Cuối cùng tin trẻ lạc, gọi mãi cùng nó mới tỉnh, nó đang ngồi trong nhà thờ, nó ngủ khò khò mà dù cha đã tĩnh tâm xong lâu rồi mà nó vẫn còn đang tĩnh. Thì thưa anh chị em, mình tĩnh là động, mà trong cái động ấy thì phải rất tĩnh. Nếu mà không thì mình bước lộn đó. Nếu mà mình không thì bước đi lạc đó. Nếu mà không bước đi sai đó. Tôi bước tức là tôi động, nhưng mà tôi phải rất tĩnh để tôi tỉnh, để không bước sai, không bước lộn, không bước lầm và không đi lạc, cứ lòng thương xót. Có lần mình ngày mai tới phiên anh Long làm lễ, tại vì buổi sáng cái 6 giờ chúng tôi dâng lễ, chúng tôi một vụ mấy anh em dâng lễ chung với nhau, rồi 3 giờ chiều thì lần chuỗi lòng thương xót. Nói mai tới phiên anh Long giảng, và Giê-xu giảng cho giáo dân thì tớ thấy thoải mái, nói cái gì cũng được, nói ở đâu cũng được, nói tới bao giờ cũng được. Mà giảng cho các cha với các thầy, không biết giảng cái gì thì cũng biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nếu họ học, họ biết hết rồi, chưa giảng, chưa nói đã biết hết rồi. Tớ thì tớ đâu có trình độ rồi mà giảng những cái chuyện mà cao siêu hay là suy niệm sâu xa, những gì đó, tớ không nói được. Thế một em, một anh em linh mục trẻ, nó bảo, anh Long lo gì, anh cứ lòng thương xót Chúa mà anh quất. Cứ lòng thương xót Chúa mà quất, mà phang, nó còn nói mạnh hơn, anh cứ lòng thương xót Chúa mà phang. Em anh em kia nó bảo, cái cậu này lòng thương xót Chúa mà phang thì còn gì là lòng thương xót nữa. Cứ lòng thương xót mà phang thì còn gì là lòng thương xót nữa. Nhưng mà trở lại vấn đề đấy là cứ lòng thương xót, đúng như thế. Em ấy nói tôi như thế, một anh em linh mục trẻ nói tôi như thế, tôi thấy là Chúa đang nhắc tôi đấy. Cứ lòng thương xót Chúa mà quất, cứ lòng thương xót Chúa mà phang. Người Việt Nam mà nói chữ phang không phải là đánh nhau, phang, nhưng mà cứ vậy mà làm, cứ vậy mà nói, cứ vậy mà đi, đó là gọi là phang, là như thế. Cứ thế mà phang cho tao, phải không? Mày cứ nút đó mày phang cho tao, mày cứ bài đó mày phang cho tao. Thế thì thưa anh chị em, nếu như vậy, nếu mình đi như vậy thì mình, những ngày tĩnh tâm này nó có ý nghĩa vô cùng. Mà chính Đức Giê-xu ngày hôm nay, anh chị em thấy Ngài nói mà, thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Phúc cho ai nghe và làm theo lời Chúa. Ai là mẹ ta và ai là anh em ta? Là những người nghe và làm theo lời Chúa. Người khôn là người nghe và làm theo lời Chúa thì như người xây nhà trên đá. Người nghe mà không làm theo thì giống như kẻ dại xây nhà trên cát, lập đi lập lại nhiều lần. Chân lý nghe và làm, nghe và làm. Thấy không? Nghe là tĩnh, làm là động. Cho nên lúc nào cũng có tĩnh, có động trong đó. Làm là động. Mà muốn làm cho đúng thì phải nghe. Nghe là tĩnh. Nghe cái gì? Nghe lời Chúa. Chúng thì mình nghe tùm lum tùm la hết. Mà khổ, có người ta ngày hôm nay lời Chúa thì không nghe, lời Chúa thì không nhớ, nhưng mà ai nói cái gì cũng cứ nghe. Nhất là tâm mình nó không có tĩnh, cho nên là nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế kia là mình hoảng, mình sợ. Trời, cha con buồn, cha nó nói con thế này, nó nói con thế kia. Trời, con mất ăn mất ngủ lắm, tại sao mà mấy anh chị cứ nói con hoài, con đâu làm gì đâu, sao cứ nói con. Thế mình không làm thì thôi, họ nói thì kệ họ chứ. Thế không ạ? Nhưng mà mình khổ lỗi là mình cứ quá nhạy cảm với những cái lời thị phi, lời thiên hạ nói này nói kia. Vì mình không có tĩnh nổi. Cho nên là ai mà nói tí là mình động liền, động lòng liền.
động lòng lên, là nổi tự ái lên, là nổi giận lên, là nổi buồn lên, rồi mất ăn, mất ngủ. Trong khi đó Chúa nói là tuân giữ lời tôi thôi. Tuân giữ tức là nghe và làm theo lời Chúa thì không bao giờ phải chết. Cái chết là chết về phần linh hồn. Trong khi đó người Do Thái thì cứ nghe nói chết là cứ chuyện nhắm mắt tắt thở gọi là chết. Đấy là chết về phần xác. Linh hồn là bất tử, sao chết được? Nhưng mà chết là chết về phần linh hồn, có nghĩa là không được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Gọi là chết, gọi là trầm luân đời đời. Đó là cái chết về phần linh hồn. Mà Chúa muốn con người ta sống mãi với Chúa, chứ không muốn kẻ, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống, sống hạnh phúc, sống đời đời bên Chúa sau khi ta đã chết về mặt thể xác này, sau khi ta đã lìa cõi đời này, thì cuộc sống đời sau đó mới là điều quan trọng. Mà cuộc sống đời sau ấy nó bắt đầu từ đời này. Anh biết số phận anh đời sau như thế nào không? Chị biết không? Bà kia bà biết không? Dạ thưa cha, con biết chứ. Sao chị biết? Sao bà biết? Sao anh biết? Nè, chú nói này, ai tuân giữ lời tôi thì không phải chết. Thì con biết chứ. Bây giờ sống trên cuộc đời này mà con cứ nghe và con làm theo lời Chúa thì con biết rằng là con sống chứ con đâu có chết. Còn cái chết này chết về thân xác thôi. Đó, bà già trả lời cô ngon lành vậy đó. Trong khi đó, những người Do Thái nghe vậy thì bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chúa nói chuyện trên cao, họ hạ xuống chuyện dưới đất, dưới thấp. Chúa nói chuyện trên trời, nó nói chuyện dưới đất. Chúa nói là sống, sống mãi, sống hạnh phúc, sống đời đời. Thì họ chỉ nghĩ đến sao mà sống mãi được, sao mà không chết được. Đây nè, thân xác này, người này, ông Abraham cũng chết, các ngôn sứ cũng chết, ai cũng phải chết. Đúng, ai cũng phải chết. Nhưng mà sau cái chết thân xác này nè, thì cái cuộc sống đời sau nó như thế nào, có được sống mãi hay không, hay là chết đời đời trong hỏa ngục? Thưa anh chị em, tĩnh tâm trong những ngày này, mình ngồi mình suy nghĩ lại coi, tôi đang nghe lời của ai? Tôi hay bị lời của ai chi phối? Có những người trên mạng đủ thứ hết, rồi cứ nghe, nghe chuyện mẹ Chúa Trời, nghe sứ điệp từ trời, nghe bí mật này, nghe bí mật kia, người này nói được mặc khải, người kia mặc khải, toàn nghe rong rỏng gì đâu không. Nghe những cái không chính thống, nghe những cái mà không chính thức, nghe những cái không phải là giáo huấn của giáo hội, không phải là thông tin chính thức của giáo hội, mà cứ thích nghe những cái đó thôi. Rồi bị phân tâm, rồi bị phân tán, rồi bị hoang mang, rồi bị hoảng sợ. Trong khi đó, lời Chúa mỗi ngày thì không nghe. Cho nên chúng tôi cất công để daily bread, mà bánh mỗi ngày, lương thực hàng ngày cho anh chị em. Lời Chúa mà Chúa nói với anh chị em thì có khi chẳng nghe, chẳng bận tâm, chẳng để ý. Rồi cứ thấy cái gì mà người ta cứ chạy một cái tít để mới lạ gì đó. Bí mật Fatima, rồi thì ngày tận thế, rồi những mặc khải mới mới cái gì đó là súng và nghe những cái chuyện đó thôi. Mà lời Chúa mỗi ngày mình không nghe, không nghe, không hiểu, không biết thì làm sao mà làm cho đúng được. Cho nên có những người nói, thưa cha, trong mấy cái mục có chuyện đạo, chuyện đời này, sống đúng, sống đẹp này, rồi chứng nhân đời thường này, rồi chuyện xưa tích cũ này, rồi tản mạn cuối tuần điểm hẹn Chủ nhật này, có cái tựa đề là sống đúng, sống đẹp. Hay đấy cha. Có nhiều câu chuyện, nhiều những chi tiết trong đó hay đó, giúp con người ta sống đúng thì mới đẹp được. Tôi gọi là sống đúng, sống đẹp. Muốn sống đẹp thì cần phải sống đúng, mà muốn đúng thì phải nghe, nghe, học, hiểu và đem ra thực hành, nó mới đúng được. Có thể mình nghe, mình hiểu, chưa chắc đem ra hành đã. Và khi thực hành mình mới biết là mình có hiểu hay không.
Anh biết máy vi tính không anh kia? Dạ thưa cha, con biết, con có bằng tốt nghiệp vi tính. Đây, anh mở tôi cái chương trình Excel hay Word gì đó. Excel là cái gì cha? Word là cái gì? Máy vi tính anh mở đi. Trời ơi, con học chứ con đó mở máy bao giờ đâu. Vậy là anh đâu có biết. Thế chưa? Anh đâu đã biết. Anh kia nó hay lắm chàng, chim gì nó gây gì nó biết hết, nó nghe chim cái, chim đực, chim trống, chim mái gì nó biết hết đấy. Đâu? Đó, ta coi. Con này nó biết nó còn chim gì rồi. Nó biết là chim gì rồi. Nó biết hết. À, nó biết là nó phải thực hành. Thế thì khi mình nói rằng là mình nghe lời Chúa, chúng tôi gửi đến anh chị em gọi là những món ăn tinh thần mỗi ngày. Thế anh chị em chịu khó dành thời gian mà nghe đi. Trước giờ chúng chia sẻ, bộ vệ gọi thưa cha có hai người ở ngoài Bắc họ mới vô gặp cha. Chúng tôi xuống, đúng hai người thật. Bảo ở đâu đấy? Dạ thưa cha, con từ ngoài Bắc, ngoài Hải Phòng con vô. Mà đi đâu vô đây? Và không, con đi vô đây con mục đích là để con gặp cha rồi thôi, thôi chứ không có mục đích đâu cả. Có câu chuyện gì? Bảo không có câu chuyện gì hết. Một người là có đạo, một người là không có đạo. Bảo làm sao mà biết? Thưa cha, vì con nghe bài giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày trên mạng. Mà sao biết? Thì cái chị này này, chị chỉ cho con, rồi con lên con mở con nghe, con nghe thấy hay quá. Nhất là những người làm chứng, những người gọi là gì đó, chứng nhân đời thường, thực tế quá. Mà con là người ngoại đạo. Rồi một nhóm khác đến, thưa cha, hai chị này chị ngoại đạo. Không ạ, con không ngoại đạo, con bên lương. Chị cãi, con không ngoại đạo, con bên lương. Thế thì họ nghe lời Chúa, rồi họ đi tìm. Họ đến, rồi sáng mai con đi về thôi. Mấy chị em đấy con đi rồi tiền trạm, hai chị em con đi trước. Mà nếu gặp được cha thì con sẽ về con báo cho nhóm chúng con. Đến một hơn một nửa là bên lương. Vì họ nghe lời Chúa, họ thích lắm. Không muốn đến gặp cha để thấy được người thật việc thật thôi. Đến gặp cha nói chuyện, cười cha, chụp tấm hình xong đi về. Đi vé máy bay, đi từ đây Bắc vô Sài Gòn, Sài Gòn ra Bắc. Vậy đấy. Họ khao khát lời Chúa. Thế thì những con người ấy là những người tuân giữ và họ đã học hỏi lắng nghe và làm theo lời Chúa. Thì họ được sự sống đời đời ngay từ đời này đây này. Nhưng mà có những người thì thưa anh chị em hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Lúc mà Chúa trừ quỷ thì bảo là nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Còn bây giờ Chúa nói về sự sống, nghe lời Chúa thì không phải chết, thì bảo là bây giờ thì biết chắc là ông bị quỷ ám rồi. Vì ai cũng chết mà ông ấy bảo là sống đời đời. Ta thấy con người ta khi mà nó ngoan cố, khi mà có thành kiến rồi, thì có nói gì thì nói họ cũng vẫn không nghe. Mà Chúa đứng nhiều lòng thương xót vẫn nhẫn nại. Nhẫn nại không? Như tôi nói lúc nãy ấy, Chúa không nhẫn nại, Chúa không thương xót thì những người mà đi lính mà đi vứt súng và bắn người ta dính Covid hết rồi. Để đang đại dịch Covid cả thế giới mà nguyên sư đoàn đó, nguyên tiểu đoàn đó ăn chung làm chung, đánh nhau chung với nhau, đi xe chung với nhau, tại sao không bị dính Covid, không lây? 10 ngày thôi mà nằm đó là rên hết một cả bằng đó. Lính mà đi xâm chiếm nước người ta thì còn đánh với đấm gì nữa, thưa anh chị em. Có ông dời ra lệnh thì cũng chịu thua thôi, không chỉ là mấy ông tổng thống hay ông tướng. Mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Giống như người Do Thái, đến mức độ họ cho rằng Chúa là bị quỷ ám mà. Faustina khi nói về lòng thương xót Chúa thì cũng bị các bề trên và chị em bảo là bị tâm thần, bị quỷ ám mà. Thế không? Và đôi khi chúng ta ngày hôm nay mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng bị người ta chê bai, người ta cười chê mà. Đức Giê-xu nói tôi bảo thật các ông, trước khi qua Abraham thì tôi hằng hữu, tôi có từ muôn thuở. Vậy mà họ liền lượm đá để ném Chúa. Kết cục như vậy đấy thưa anh chị em. Còn Chúa thì lắng đi và ra khỏi đền thờ. Chúa ở trong đền thờ rao giảng. Anh chị em thấy mâu thuẫn không? Ở trong đền thờ rao giảng lời Chúa, người ta lượm đá ném Chúa, Chúa phải lánh ra khỏi đền thờ. Đền thờ là nơi đúng ra người ta phải hết lòng, hết sức
lắng nghe lời Chúa, đón tiếp Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thì ngược lại, trong đền thờ, những người có chức, có quyền, có học vị, có bằng cấp trong đền thờ thì lại lượm đá ném Chúa để đánh bật Chúa ra khỏi đền thờ và cho rằng Chúa bị quỷ ám. Ngày hôm nay Chúa cũng đang bị như thế khi những người con cái của Chúa bị những phe chống đối loại trừ. Nhưng tin chắc rằng là họ đã đối xử với Thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thế. Hãy vững tin, Chúa nói Faustina, Thầy ở cùng con, không ai làm gì được các con đâu. Vì ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ bảo vệ như vinh quang của Chúa, không kẻ thù nào làm hại được. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Mời anh chị em mở cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 9, kinh rước lễ thiêng liêng, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Xin Ngài dẫn lối con đi, dù sóng đời ngàn nỗi gian nguy. Xin Ngài luôn bước bên con, vì có Ngài con không sợ hãi chi. Yêu thương con, Chúa đã ban chính mình làm thần lương giữ nuôi con ngày đêm. Nay con ăn năn thống hối lỗi lầm, xin Ngài thương cứu chữa hồn con. Ôi thập giá Chúa Kitô, thập giá